Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự quốc tế trên kênh Tin Tức Việt. Bản tin của chúng tôi sẽ bắt đầu với những thông tin đáng chú ý sau đây. Israel tấn công dồn dập, 2 triệu dân giải Gaza không có nơi nào thoát thân. 20 người Việt mắc kẹt ở điểm nóng xung đột Israel-Hamas. Hiệp định Abraham có phải là nguồn cơn leo thang xung đột Israel-Hamas? Hầu hết trong số 2,3 triệu người sống trên dải Gaza đang trải qua tình trạng không điện nước và với hàng trăm cuộc không kích của Israel vào dải đất hẹp, họ không có nơi nào để chạy. Lãnh thổ của người Palestine, một trong những nơi chật chội nhất trên dải đất, bị tấn công liên tục từ hôm 7 tháng 10, khiến hơn 1.000 người thiệt mạng, các quan chức y tế ở dải Gaza cho biết. Vốn đã hoạt động chập chờn, trạm điện duy nhất của dải Gaza dừng chạy từ hôm 11 tháng 10 vì hết nhiên liệu, không có điện nước, người dân ở dải Gaza sống hoàn toàn trong bóng tối khi màn đêm buông xuống, chỉ còn ánh sáng từ những quả cầu lửa và đèn flash từ điện thoại. Tôi đã sống qua tất cả những cuộc chiến và xâm nhập trước đây, nhưng tôi chưa từng chứng kiến điều tồi tệ như thế này, Yemen Hamad, 35 tuổi, cho biết. Nhà của người đàn ông 4 con đã bị san phẳng trong một cuộc tấn công của Israel vào thị trấn ở phía nam dải Gaza. Tại bệnh viện Khan Yunis, cũng ở miền nam dải Gaza, nhiều người thân xếp hàng chờ bên ngoài, nhà xác quá tải, nơi các thi thể bị xếp trên sàn nhà vì phòng lạnh đã đầy hoặc thiếu điện. Họ đành từ bỏ những người thân yêu một cách chóng vánh trước khi cái nóng cháy mùa ập đến. Họ nói lời cuối cùng ngắn gọn với các thi thể, cầu nguyện cho linh hồn được yên nghỉ trước khi khiêng đến nghĩa trang gần đó. Reuters cho biết đã phỏng vấn hơn 30 người ở dải Gaza và hầu hết đều đồng tình với quan điểm của Hamas. Họ mô tả một bức tranh kinh hoàng và tuyệt vọng trước tình hình bạo lực tồi tệ nhất mà họ từng chứng kiến. Biên giới duy nhất còn lại của dải đất là phần giáp với Ai Cập đã bị chính quyền Ai Cập phong tỏa, khiến những người dân ở dải Gaza rơi vào tình cảnh mắc kẹt. Họ lo ngại điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến, bao gồm nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công trên bộ khi Israel tiếp tục trả thù vụ tấn công đẫm máu nhất của Hamas trong lịch sử 75 năm của đất nước. Trong cuộc đột kích bất ngờ ngày 7 tháng 10, các chiến binh Hamas giết chết hàng trăm người Israel, bắt hàng chục người khác làm con tin. Bộ trưởng Quốc phòng tuyên bố sẽ tăng cường chiến dịch quân sự vào dải Gaza. Ngày 11 tháng 10, ông tuyên bố Israel sẽ xóa sổ Hamas khỏi bề mặt trái đất. Nơi nằm gần biên giới với Israel là một trong những khu vực đầu tiên bị tấn công khi Israel triển khai chiến dịch trả đũa. Ở đây, với nhiều con đường và tòa nhà bị phá hủy, khiến hàng nghìn người không còn chỗ ở. Người đàn ông 31 tuổi cho biết anh đã trốn khỏi thị trấn này từ cuối tuần trước cùng với người vợ đang mang thai, cha, anh em, anh chị em họ hàng và gia đình. Họ lái xe đến trại tị nạn bên bờ biển, nơi họ hy vọng sẽ an toàn hơn, nhưng các cuộc không kích cũng bắt đầu nhắm vào khu vực đó nên họ phải chuyển đến một huyện khác sâu hơn về phía đông. Ngày 10 tháng 10, một cuộc không kích đã tấn công tòa nhà nơi Kavanen và gia đình anh đang trú ẩn, khiến tất cả thiệt mạng, ngoại trừ Kavanen. Kavanen đang ngồi trên vỉa hè gần hàng trăm người khác ở khu đất trống cạnh bệnh viện, nơi anh đang phải điều trị vết thương. Những người ở đó nói rằng họ hy vọng ở gần bệnh viện có thể giúp họ tránh các cuộc bắn phá. Bây giờ tôi thành người vô gia cư, có lẽ ở đây an toàn, có thể không, có vẻ không nơi nào an toàn. Dayer, 45 tuổi, cho biết khi đang ngồi trên nền đất gần bệnh viện. Một số người ở bên ngoài bệnh viện mang theo chăn hoặc giải bìa cứng để ngủ, một số khác nằm luôn xuống nền đất. Theo Liên Hợp Quốc, hơn 175.000 người ở dải Gaza đã rời bỏ nhà cửa kể từ hôm 7 tháng 10. Một số cơ quan viện trợ ở dải Gaza cho biết điều kiện ở dải Gaza hiện nay đang trong tình trạng tồi tệ nhất mà họ có thể nhớ được, kể cả so với những đợt xung đột lặp đi lặp lại và 16 năm bị Israel phong tỏa kể từ khi Hamas lên nắm quyền năm 2007. Sau một cuộc nội chiến ngắn ngủi với lực lượng trung thành với phe của Tổng thống Palestine, tại một bệnh viện khác, bác sĩ của Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới cho biết nguồn cung cấp y tế đã thiếu trong nhiều năm. Cuộc bao vây gia tăng của Israel càng khiến cho nguồn dự trữ cạn kiệt nhanh chóng, có thể sau vài tuần nữa. Nếu mọi chuyện tiếp diễn như thế này trong vài ngày nữa thì hệ thống y tế sẽ sụp đổ. Ông Mugashev cho biết khi đang phải ngủ trong bệnh viện vì nhà riêng của ông đã bị phá hỏng trong một đợt tấn công. Đại sứ Việt Nam tại Israel Lý Đức Trung cho biết những người Việt mắc kẹt ở các điểm nóng giao tranh giữa Hamas, Israel cho đến nay cơ bản an toàn. Đại sứ Việt Nam tại Israel Lý Đức Trung đã cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình kiều bào Việt Nam ở sở tại trong cuộc trao đổi. 5 du học sinh ở điểm nóng Sderot tâm lý tốt.
Trong trao đổi với một kiều bào Việt Nam trước đó, thì chúng tôi đã nắm được thông tin có người Việt ở các điểm nóng giao tranh tại Israel. Khi được hỏi về thông tin này, Đại sứ Lý Đức Trung cho hay có khoảng 20 người Việt ở các điểm nóng, đặc biệt có 5 du học sinh ở thành phố Sderot thuộc Israel, nơi cách biên giới với dải Gaza chỉ 10 km. Chính vì sự nguy hiểm ở khu vực này nên họ đang nhận được mức độ ưu tiên cao nhất, được các đơn vị tiếp nhận chăm sóc rất tốt và được lực lượng an ninh sở tại hỗ trợ rất nhiều. Cơ bản đến nay, họ vẫn an toàn, phát huy được phẩm chất của thanh niên cũng như trí tuệ của người Việt Nam khi ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Họ cũng được thầy cô giáo ở các trung tâm nông nghiệp đánh giá rất cao vì có kỹ năng ứng phó tốt, ông Trung nói. Sau khi quân đội Israel kiểm soát lại các khu vực bị tấn công, các sinh viên này đã có thể duy trì liên lạc với đại sứ quán, bà con trong cộng đồng người Việt và các nhóm sinh viên. Ghi nhận hiện tại tâm trạng của họ vẫn thoải mái. Các cơ sở tiếp nhận đã cam kết khi tình hình cho phép sẽ chuyển họ đến những nơi an toàn hơn, đại sứ Lý Đức Trung thông tin thêm. Người Việt ở Israel, tương thân tương ái trong hoạn nạn. Trong ngày 10 tháng 10 giờ địa phương ở các khu vực lớn của Israel, nhất là khu vực miền Trung và thành phố Tel Aviv, người dân đã phải chạy tránh trú nhiều lần khi có còi báo động không kích. Các cuộc tấn công lắng xuống vào buổi đêm sau một đợt báo động không kích mới đã vang lên vào trưa 11 tháng 10. Tần suất không kích trong những ngày vừa qua diễn ra chủ yếu xung quanh dải Gaza. Theo nhận định của Đại sứ Lý Đức Trung, lực lượng Hamas có thể đang ngăn cản nỗ lực của Israel nhằm kiểm tra hiện trạng trong khu vực nước khi tiến hành giải cứu con tin. Ông cũng cho biết công dân của hơn 20 nước đã trở thành nạn nhân trong các đợt tấn công trong những ngày vừa qua. Rất may mắn bà con người Việt đến thời điểm này vẫn an toàn. Không chỉ vậy, họ còn tham gia phát động phong trào và tình nguyện giúp đỡ những người là nạn nhân ở Israel khi nhiều gia đình phải rời khỏi khu vực gần dải Gaza về những nơi an toàn hơn như thủ đô Tel Aviv. Nhiều người Việt đã hỗ trợ ăn ở cho họ. Người Việt hiện vẫn thể hiện tinh thần đoàn kết tương thân tương ái rất tốt. Bản lĩnh của người Việt cũng được thể hiện tốt trong thời điểm này nên bà con trong nước có thể yên tâm. Đại sứ Lý Đức Trung nhấn mạnh. Theo nhà phân tích chính trị người Nga Fomenko, các hiệp định Abraham năm 2020 là quả bom hẹn giờ đã phát nổ trong cuộc tấn công của Hamas vào tuần trước nhằm vào Israel. Ngày 7 tháng 10, lực lượng Hamas đã mở cuộc tấn công Israel với quy mô chưa từng có, bắn phá nước này bằng tên lửa và tiến hành xâm nhập qua biên giới trên bộ. Cảnh tàn sát, chết chóc và phá hủy xảy ra sau đó, hàng nghìn người chết và hàng nghìn người bị thương ở cả hai phía, bao gồm nhiều dân thường khi Israel đáp trả bằng lời tuyên chiến toàn diện và bắn phá không ngừng vào dải Gaza. Xung đột lẻ tẻ giữa Israel và Palestine vẫn xảy ra thường xuyên, nhưng lần này thì khác, không chỉ vì số lượng nạn nhân quá lớn của cả hai bên chỉ trong vài ngày, mà còn vì cuộc xung đột như vậy có thể châm ngòi cho một cuộc chiến lớn hơn, có thể là cuộc chiến tranh chính thức đầu tiên kể từ năm 1973 với Israel. Rủi ro là rất lớn, nhưng người ta có thể đặt câu hỏi chính xác thì nó đã diễn ra như thế nào, tại sao lại xảy ra vào lúc này, và nó liên quan như thế nào đến bối cảnh rộng lớn hơn không, chỉ của Trung Đông mà còn của thế giới. Một trong những câu hỏi trả lời liên quan đến hai từ, Hiệp định Abraham. Việc Mỹ thúc đẩy tạo ra một biện pháp xoa dịu một chiều không cân bằng và hiệu quả đối với các hành động của Israel, cùng với nỗ lực sử dụng điều đó có thể đã cô lập Iran, đã dẫn đến việc Hamas tính toán rằng cách duy nhất để cứu vãn là phát động một cuộc đấu tranh vũ trang toàn diện. Khi làm như vậy, mục tiêu của phiến quân không phải là tiêu diệt trực tiếp Israel, bởi vì chúng ta phải thừa nhận rằng một kết quả như vậy là không thể xảy ra. Đúng hơn, mục đích của họ là nhằm xoay chuyển làn sóng ngoại giao và chính trị trong khu vực chống lại Israel và Mỹ dưới danh nghĩa một cuộc thánh chiến mới. Các hiệp định Abraham là một sáng kiến hòa bình được chính quyền Tổng thống Trump khởi xướng vào năm 2020 nhằm tìm cách khiến cho các nước Arab đơn phương công nhận nhà nước Israel mà không cần chính Israel đưa ra bất kỳ nhượng bộ nào liên quan đến vấn đề nhà nước Palestine. Thông qua các hiệp định được thúc đẩy bởi đường lối ủng hộ Israel mạnh mẽ của cựu Ngoại trưởng Michael Pompeo, Mỹ đã thành công trong việc khiến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Sudan, Maroc và Bahrain mở cửa quan hệ ngoại giao với Israel. Washington đạt được những thành công đó bằng cách đơn phương nhượng bộ với các quốc gia này như một phần của thỏa thuận, chẳng hạn như loại Sudan khỏi danh sách nhà nước tài trợ khủng bố hoặc công nhận chủ quyền của Maroc đối với Tây Sahara. Theo nhà phân tích chính trị thì Hiệp định Abraham không phải là một sáng kiến hòa bình thực sự công bằng vì tất cả những gì chính quyền Mỹ làm là thúc đẩy các nước để đứng về phía Israel và từ bỏ Palestine thay vì tìm kiếm hòa bình ở một trong những cuộc xung đột sôi sục nhất trong khu vực. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết.
Cảm ơn quý vị đã lựa chọn đón xem tin tức từ kênh Tin Tức Việt. Xin kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại!